Vào 7 giờ sáng ngày hôm nay 28 tháng 11, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai đã tổ chức thông cầu hóa An Cũ, cây cầu huyết mạch nối Đồng Nai với Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó vào ngày 30 tháng 4 năm 2014, tàu kéo mang số hiệu LA00660H kéo xà lan số hiệu LA05400 lưu thông trên sông Đồng Nai đã bất ngờ đâm vào dầm cầu hóa An. Cú va chạm mạnh đã khiến cho 6 mét dầm cầu bị vỡ và hư hỏng nặng. Cầu Hóa An cũ nằm song song với cầu Hóa An mới về phía thượng lưu sông Đồng Nai, được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1973. Qua thời gian hơn 40 năm, cầu đã xuống cấp không thể đáp ứng nhu cầu lưu thông của người và phương tiện. Qua gần 7 tháng sửa chữa, cầu Hóa An cũ đã có diện mạo hoàn toàn mới, toàn bộ hệ thống dầm cầu được gia cố đạt tải trọng cho phép. Trước khi thông lại cầu Hóa An cũ, ngày 25 tháng 11, Sở Thông vận tải tỉnh Đồng Nai đã tổ chức thử tải mọi thông số thu được đều đảm bảo an toàn. Việc cầu hoan cũ được thông xe trở lại sẽ góp phần giảm tải cho cầu hoan mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế các tỉnh thành Đông Nam Bộ.